Dạ em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Minh Hảo ạ. Sáng nay em đón tiếp chị Thiện. Đây chị lựa một bộ trang sức vàng công ty 610 nha, rất đẹp luôn. Dây Hồng Kông đúc ống chạm rồng nha, một cái mặt thương hiệu luôn. Viền tròn 8 kết tia ba kết nè, rất là sáng đẹp. Dây này là một lượng ha, mặt là 5 chỉ, sợi dây với cái mặt là gần một lượng 6. Rồi hai cái nhẫn cẩm thạch. Nhẫn cẩm thạch kết tấm và nhẫn cẩm thạch viền kim tiền nè. Một cái nhẫn nam mẫu tứ linh, long lân quy phụng, quá đẹp luôn, đá đỏ. Hai đôi bông tai, một đôi bông tai toàn ten, logo thương hiệu kết tấm viền tròn nha. Và một đôi bông tai sát tai mình đeo thường ngày ha. Bông này mình đi tiệc tùng rồi đeo rất là nổi luôn. Rồi thêm đôi bông tai nhỏ nữa. Bông này dạng bông bật. Đây. Bật kiểu hoa, rất là cân luôn. Tổng bộ này của chị Thiện là 2 lượng hơn. Rồi tất cả cái này em để hợp hết cho chị nha. Cảm ơn chị nhiều. Rồi em gửi hóa đơn. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Minh Hảo ạ. Sáng nay em đón tiếp chị Hân. Chị qua lựa cái lắc nè. Lắc hai làn khoen lập ghép tim. Rất là đẹp nha. Đây, trọng lượng cái lắc này là 2 lượng 2. Móc máy rất là sáng luôn. Phá hợp. Một đôi bông tai thương hiệu. Đây. Bông tai thương hiệu nè. Cái tấm viền móc máy là rất là sáng đẹp luôn. Cái bông này là 2 chỉ hơn. Em đeo cho chị Hân nha. Mẫu mới về. Dạ. Mẫu bản này đeo nó sáng đó. Quá sang. Bông tai luôn nha. Lấp lánh luôn nha. Con này đeo là trái mặt tiền. Đúng rồi. Nổi mặt tiền luôn. Mặt tiền nổi như cồn. Tài quay qua kia giùm em miếng nha. Rồi. Quá đẹp. Rồi cảm ơn chị Hân nhiều nha. Chúc chị Hân năm mới phát tài nha. Xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Minh Hảo ạ. Tối nay là em đón tiếp chị Hương. Đây chị Hương lựa một cái lắc quá đẹp luôn. Lắc vảy cá 5 hàng nha. Chị lựa một cái rồi đặt thêm một cái nữa. Trọng lượng cái lắc này là một lượng hơn nha. Một lượng 77, trị giá là 39.200. Móc máy mẫu 5D rất là sáng đẹp quý khách nè. Em về đủ đi tay luôn. Rồi cái này em để hộp cho chị Hương ha. Quá sáng đẹp luôn. Cảm ơn chị Hương nhiều ạ. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Minh Hảo ạ. Sáng nay là em đón tiếp anh Tâm. Anh qua lựa cái lắc quá đẹp quý khách nè. Lắc này là bản cỡ 5 phân ha. Mẫu chữ nước, lắc hàng rào. Móc máy rất là sáng đẹp luôn. Chữ là nổi lên ha. Trọng lượng cái lắc này là 2 lượng rưỡi, 7 phân rưỡi nha. Trị giá là gần 100 triệu. Rất đẹp luôn, nhà công ty 610. Bên em là vàng công ty ha. Mình đeo sau này mình muốn đổi mẫu mã đồ á là vàng đổi sang ngang, chỉ bù tiền công thôi ha. Không bù trên lệch vàng. Quá đẹp luôn. Cái này em để hộp cho anh Tâm nha. Cảm ơn anh nhiều ạ. Năm mới chúc anh phát tài nha. Em xin kính chào quý hàng của tiệm vàng Kim Đình Thảo. Trưa hôm nay Kim Đình Thảo được lọc siêu vip của chị Út ha. Chị Út là ở Gia Lai. Gia Lai lên quý khách ơi. Thì hôm nay là đến ủng hộ em hai bộ đồ bộ hàng siêu phẩm cao cấp nha. Đây. Những cái hàng này là hàng đặt riêng nha quý anh chị, đẹp lắm. Cái này là chủ em đặt riêng về đủ màu luôn. Xuất sắc luôn nha. Đây. Đẹp cực kỳ đẹp luôn. Rất là sang luôn nha quý anh chị. Nhà em là có màu xanh, màu vàng, màu đỏ rồi nha. Có đủ màu nha quý anh chị nha. Sang trọng quý phái luôn. Trời cái màu đỏ đeo quá trời đẹp luôn nè. Dòng nhẫn, dây liền vặt, liền mặt và đôi bông tai ha. Đây. Rồi tiếp theo là một bộ vip ha. Cái này là bộ vip hột trắng cao. Cũng có đủ cả bộ luôn nha quý khách nha. Dòng nhẫn, mặt và bông tai thì đeo kèm chung với lại cái kiềng dẻo luôn. Đẹp lắm, kiềng dẻo. Kiềng dẻo thương hiệu ha, mềm mại dễ đeo. Đó. Một bộ này nè, hàng vip nha. Hột trắng cao dễ đeo, dễ phối đồ. Và ngoài ra chị ủng hộ thêm cho em một cái đồng hồ. Cái này là hàng tự động nha quý khách nha. Đây. Bên trong là quý khách là thấy nguyên cái bộ máy của nó luôn á. Đây chạy máy cơ nha quý anh chị. Lắc là vàng. Đai vàng như vậy là một cái là cỡ khoảng là một cây hơn nha. Hai bên đai là vàng, còn mặt đồng hồ là hàng cao cấp, mặt kính sapphire không bị trầy xước nha. Đó. Rồi tất cả những sản phẩm mà hôm nay chị mua ủng hộ tiệm mới có giá trị là 272 triệu nha. Rất là đẹp luôn quý anh chị ơi. Em rất là cảm ơn chị Út đã không ngại đường xa đến hộ tiệm ạ. Cảm ơn chị. Em chào quý hàng thân yêu của tiệm vàng Kim Đình Thảo. Sáng hôm nay Kim Đình Thảo có lọc của cô Hương. Hôm nay là đến ủng hộ em một bộ vàng cưới nha quý anh chị nha. Đây. Một bộ này thì cô chọn là gồm có kiềng nè, có dây và có cả vàng công ty 61 nữa nha quý anh chị nha. Đây là một cái kiềng chạm long phụng
long phụng xum vầy, con đàn cháo đóng nha quý anh chị. Kiền này thì là 5 chỉ nha. Kiền nhà em có từ 2 chỉ cho đến 1 cây, cây rưỡi 2 cây đều có luôn ha. Một cặp vòng tay thì mỗi chiếc có trọng lượng là 5 chỉ luôn nè. Vòng tay này là vòng bản lớn ha. 5 chỉ một chiếc. Quá đẹp. Đó, chạm hoa mai nha. Hoa mai may mắn, rước dâu về là rước sự may mắn về nhà nha. Rồi, bên này thì là dây thiết kế. Dây này thì là dây hoa mai luôn, kết liền mặt luôn ha. Và một đôi bông tai toàn ten. Dây thì có trọng lượng là cỡ khoảng 5 chỉ ha. Và đôi bông là 1 chỉ. Đó, cô lựa rất là chất lượng luôn. Bên này là vàng công ty số 10 nè quý khách nè. Cô ủng hộ em một chiếc nhẫn hột trắng cao tầng ha. Hột trắng này rất là nhiều mẫu mã khác nhau ha. Đủ size đủ ni nha quý anh chị. Đây là một cái sợi dây bính nè. Đây là dây bản bính lớn. Một cái dây như vậy thì nó cỡ là khoảng 13 dây đan lại ha. 13 dây dẹp ép nhỏ đan lại thành một bản bính lớn luôn. Dẻo, mềm, rất là đẹp luôn nha. Một sợi dây như vậy là cỡ khoảng 1 cây 6, cây 7 vàng. Rồi, tất cả những sản phẩm mà hôm nay cô mua ủng hộ tiệm ấy, thì có giá trị là cỡ khoảng 100, 150, 200, 1, 2, 3, 235 triệu nha quý anh chị nha. Tổng thể những sản phẩm này luôn ạ. Dạ, tối hôm nay thì Kim Thành Thảo được đón tiếp chị Liên ha. Hôm nay thì đến ủng hộ em là một bộ vàng cưới nha quý anh chị. Chị chọn là ba cái kiềng cổ chạm nha quý anh chị nha. Đây, kiềng cổ nè. Kiềng này á, là nhà em có size từ 2 chỉ cho đến 1 cây vàng nha. Kiềng chạm long phụng hoặc là hoa mai. Rất là đẹp luôn. Ba cái. Ba cái này là mỗi cái là 2 chỉ nha quý khách nha. Kiềng hôm nay là nhà em là đủ ra trọng lượng nha, bao la mẫu luôn, cỡ vài trăm cái kiềng như vậy nè. Đó, rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì là một cặp vòng tay. Vòng tay là một cặp vòng chạm hoa mai may mắn nha. Hoa mai may mắn rước dâu về là rước sự may mắn về nhà nha quý khách nha. Một chiếc thì cỡ khoảng là 2 chỉ, hai chiếc là 4 chỉ nè. Vòng thì nhà em dao động từ 1 chỉ trở lên nha. Rồi và cuối cùng là một đôi bông tai. Bông tai cũng là dạng hoa mai nhỏ xinh. Một đôi bông như vậy là khoảng cỡ 5 phân vàng nè, 5 phân nha. Toàn ten. Đeo rất là sáng luôn nha. Đó. Hàng toàn ten á, thì anh chị đeo lên hình đẹp lắm. Rồi, coi dễ thấy luôn nha. Rồi, những sản phẩm mà hôm nay chị Liên mua ủng hộ tiệm thì có giá trị là cỡ khoảng 59.400.000 nha quý khách nha. Hồi nãy bé nó hướng dẫn chị cách mở chưa? Dạ, em rất là cảm ơn chị đã ủng hộ em nha. Dạ, em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. Trưa nay là em đón tiếp anh Nguyên. Anh qua lựa một sợi dây với một cái nhẫn nha. Nhẫn quá đẹp quý khách nè. Đây là mẫu giả xoàng ha. Đây rất là đẹp luôn. Đây là mẫu dẫm bút ha. Nhẫn này là 2 chỉ hơn. Tầm là 9 triệu rưỡi nha. Rất là đẹp luôn. Một sợi dây Hồng Kông ống kim tiền. Này, dây ống kim tiền. Dây này là dài 6 tấc ha. Quá hộp xoay luôn. Dây này là gần một lượng. Cái này em đeo cho anh Nguyên nha. Đeo ngón nào ạ? Bán này mình bật ra gì? Xoay ra. Đã đẹp. Rồi, em gửi anh hóa đơn. Cảm ơn anh nhiều ạ. Dạ, tối hôm nay thì Kim Thành Thảo được đón tiếp gia đình của anh Tiến ở Long An. Hôm nay thì mình đến ủng hộ em là một bộ vòng cưới nha quý khách nha. Kiền vòng dây lắc. Đây. Dây liền mặt kết hoa mai nha quý anh chị nha. Hàng cao cấp. Rất đẹp luôn, cái này là hàng thiết kế nha. Hoa mai là may mắn, rước dâu về là rước sự may mắn về nhà nha. Một bộ như vậy là dây có khoảng 5 chỉ nè, lắc có khoảng 3 chỉ. Và một đôi bông tai là có khoảng 1 chỉ nha. Rất là đẹp luôn. Rồi ngoài ra là chị ủng hộ thêm cho em kiền ha, ba cái kiền cổ. Kiền thì nhà em có chạm long phụng nè, chạm hoa mai luôn nha. Kiền dao động là từ 2 chỉ trở lên. Một cặp vòng tay. Vòng tay thì mỗi chiếc là 2 chỉ luôn ha. Rồi một chiếc nhẫn nữ phong dài. Đó, những cái sản phẩm mà hôm nay gia đình mình mua ủng hộ em thì có trọng lượng là cỡ khoảng là gần 2 cây vàng nha quý khách nha. 2 cây, 2 cây mốt vàng luôn á. Giá trị là 120 triệu nha quý anh chị. Rồi cái này thì em mở hộp hết cho mình luôn ha. Dạ, em cảm ơn gia đình mình đã không ngại đường xa đến ủng hộ em. Dạ.